Chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Gian Biển nha. Hôm nay mình lên trên này, đây là cái ụ nữa các bạn. Hôm nay mình không quay ghe mà mình xin review cho các bạn xem cái ụ là người ta làm như thế nào, cách thức hoạt động như thế nào. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Đây là cổng ụ nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong thử nha. Đầu tiên gần cửa ngõ sẽ có một cái gọi là cái trụ sở chính của cái ụ, còn có những cái nội quy ghi ở chỗ kia. Đây, những nội quy đây, nội quy của cái ụ đây. Các bạn cứ đọc đi. Còn kia là lịch đăng ký tàu thuyền, các bạn đó để đăng ký ghe lên ụ xuống ụ các bạn. Nhưng mà cái mùa này là do mùa nam, mùa làm ăn được, có cá có mực cho nên là ghe ít lên lắm. Cho nên nhà bảng trống ụ. Rồi quang cảnh cái ụ đây. Kia là cái chiếc đầu mình có quay cho các bạn coi xem rồi đó. Quang cảnh cái ụ này nó rộng lắm. Cái ụ đây là nó còn nhỏ hơn cái ụ dưới kia các bạn. Ụ dưới kia còn bự hơn. Nhưng ụ lớn, ụ nhỏ gì cách thức hoạt động nó cũng như nhau thôi các bạn. Điều là nó chứa ghe nhiều với ghe ít thôi. Bây giờ mình xin nói về cái đường ray. Đây là đường ray nè các bạn. Đường ray đây là đường ray xe lửa nha. Đường ray đây là đường ray của xe lửa chạy. Người ta đem về người ta chế, người ta làm cái đường ray chạy ghe. Đây là đường ray rất là mạnh các bạn. Bê tông đây là âm sâu ở dưới đất á. Còn cái đinh nó âm vô bê tông. Nó xiết xuống, nó kìm vô đường ray đây. Đó, các bạn thấy hàng loạt đinh không? Hàng loạt đinh không? Sẽ có hai cái đường ray, hai bên để cho một cái gọi là con rùa lớn, con rùa bự nằm dưới kia. Chập mà mình để xuống mình quay các bạn coi con rùa là như thế nào, rùa bự là như thế nào, có con rùa nhỏ nữa. Đây là con rùa nhỏ các bạn. Khi mà ghe lên, khi kéo, họ kéo lên, họ muốn sàng ngang qua. Đây là đường ray để kéo lên, kéo xuống. Còn cái đây, hai đường ray đây để sàng qua lại. Đó, đây là một con rùa nhỏ, một trong bốn con của một chiếc ghe. Cứ một chiếc ghe là nó có bốn con rùa, để đặt bốn con rùa nha các bạn, để người ta sàng. Đó, đường ray đây là nó có hai cái, còn cái đây là cái lẻ nha, cái đây không phải nha. Cái cây đây á, cái cây đường ray đây là để bắt ngang qua đây, để sàng ra các bạn, để bắt cầu á, để bắt cầu từ bên đây qua bên kia đó. Người ta có thể sàng bên này chạy qua bên kia. Hai cái trụ này để người ta để đặt cái đường ray kia các bạn. Đường ray hồi nãy mình nói đó, đường ray lẻ đó, đặt lên cho nó khổ quẹo đường ray xuống nha. Nó có cái công dụng là đỡ đường ray. Chứ không có là cái đường ray khi mà ghe nó sàng mà con rùa chạy ngang qua chỗ đây là nó quẹo khập xuống luôn á. Nhưng mà các bạn biết tại sao là chính giữa đây là nó không xây bít luôn cho nó cứng không? Tại vì nó có một công dụng nữa các bạn. Nếu mà xây bít luôn là chiếc ghe là thường nó có bánh ú chính giữa để bánh ú nó chạy chính giữa nha. Nhưng nếu mà xây bít luôn á là nó sẽ đụng cả bánh ú là không có kéo ghe. Các bạn thấy con rùa nhỏ như vậy không? Do ghe mùa này người ta đi làm hết rồi, không có lên ụ cho nên là nó hoang vắng, cái ụ hoang vắng á các bạn. Không có ghe chứ tới mùa Tết, nhất là mùa Tết là không có chỗ đậu luôn á. Ghe nhiều lúc phải đăng ký tới mấy tháng luôn, trước mấy tháng. Đây các bạn, cái nề bự là con rùa bự á các bạn, nó là đây. Các bạn để ghe lên nha. Đây, ở chỗ đây cũng vậy các bạn. Ở đây là nó cũng có kẽ hở, ở đây người ta lót dán nhưng mà có kẽ hở chính giữa đó là cái tiếp đó các bạn. Cái ghe nó có một cái tiếp ở dưới cái lá nhất á, lá mà gắn với cái sỏ đó, nó hơi lồi xuống. Nhiều chiếc đó, nó lồi tới tầm giá không phải là gan tay luôn các bạn. Cho nên họ phải để ở đây cho cái ghe nó kê lên nó không có bị nghiêng. Đó, con rùa bự á, thấy không? Nó rất là chịu lực, rất là nặng, tới mấy chục tấn, cả trăm tấn luôn các bạn. Nó có hai cây đây gắn vô này, có thể nó tháo ra được luôn nha các bạn. Đây có thể tháo ra đây, nó có cái chốt này, tháo ra được luôn này. Để nó di động. Này, hồi bữa mình có quay cho các bạn coi là cái ghe nó xuống nước như thế nào á, đó. Đó nó nằm lên cái bàn đây này.
nằm lên con rùa bự này, còn nó chạy xuống nước. Người ta sẽ lót dáng nhiều bên đây, khi xuống là nó nổi ghe lên là nó trợt ra, con rùa giữ lại, nằm lại trên cái đường ray. Cũng có khi nó chạy dữ quá nó trợt đường ray luôn cũng có, khi xuống nước nó trợt đường ray, nhưng mà lên người ta sẽ kê lại. À, còn ở đây là cái đường ray của nó xuống này, chỗ đây càng lúc càng sâu các bạn, để ghe xuống nó không có bị đụng bị cả dưới đây, thì nó xuống là dễ nguy hiểm, nó lên là nó nguy hiểm là nó nặng thôi, nhưng mà nó xuống nguy hiểm là lỡ nó cả ghe là rất là nguy hiểm các bạn, bị ghe có. Cái đây là mình nói theo cái hiểu biết mình thôi các bạn, chứ mình không phải là dân làm ụ, dân kéo ụ, mình chỉ biết ở đâu nói đó, nhưng mà có gì sai các bạn thông cảm bỏ qua nha. Nếu mà ai mà biết những cái hay hơn mình thì bình luận ở dưới cho mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Sự thật làm những clip về quay ghe, quay ụ đồ đây rất là khó khăn các bạn. Thật sự mình nói không phải mình than đâu các bạn, nhưng mà lên nhiều lúc có người cho quay, có người không cho quay, nó cũng cực lắm. Rồi mình phải canh ghe lúc nào họ sửa chữa, rồi lúc nào họ kéo ụ, canh theo nước, theo thời gian. Mà trong khi mình cũng có việc mình làm nữa các bạn, cho nên quay những clip này nó khó khăn, tốn thời gian, tốn công sức lắm các bạn. Các bạn thấy thương thì hãy nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông để có video mới xem nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp và khám phá thử cái ụ còn cái gì nha các bạn. À, còn cái ngựa, con ngựa nữa các bạn. À, mình sẽ cho các bạn coi là con. Trước khi các bạn xem con ngựa như thế nào, các bạn hãy xem cái đầu xích này. Đó, đầu xích tổ bố các bạn, xích này chắc hai mấy luôn á. Xích to hai mấy 30 luôn á. Đó, nó bự không? Người ta sẽ nối cái mà đí á. Mà đí khủng luôn. Người ta đã nối vô để kéo lên kéo xuống nha. Và sợi dây cáp này là cũng khủng luôn, khủng quảng luôn. Dây cáp to đây chắc ba mấy á, cáp cũng ba mấy luôn. Rồi đây các bạn, con ngựa là đây các bạn. Ở trên nhậu người ta hay gọi là con ngựa nha. Ngựa đây, ngựa sắt có chỗ có ngựa gỗ nữa, gỗ có, sắt có. Đây con nhỏ kia con bự. Công dụng của nó thì nó cũng giống như cái thang thôi, nhưng nó có thể nó đứng đập lập được, tự nhiên được, do nó có hai cái thang góp lại. À, giống như cái thang mấy người thợ sắt ngọ làm nhà. À, nhưng mà đây nó làm cao lắm, để y lý cái dàn giáo á, để người ta đứng lên người ta có thể làm ghe, sảm ghe, rét keo hay là làm những gì ở trên cao á. Con ngựa này là thuộc của sở hữu của ụ nha các bạn. À, người nào kéo ghe lên là mới được dùng con ngựa này. À, miếng dán này để gác lên này, gác từng thang lên này. À, rồi leo lên chơi. Ghe kéo lên ụ có thể là tốn phải một chiếc, không phải chiếc bự, không phải có gần cả chục triệu, hơn chục triệu có luôn các bạn. À, tùy theo cái mức độ cái ghe, cái dáng dấp cái ghe, càng to thì nó càng nặng tiền. Đây này mọi người, đây là con ngựa để leo lên cái ghe nè. Đó, mình thực tế cho các bạn coi luôn. Còn cái con rùa bự á, nó nằm đó, nó mới kéo chiếc ghe đây lên. À, chiếc ghe đây nằm trên cái này nè. À, ghe đây chắc sửa đồ nay mai xuống cho nên không có sạc. Đó, ghe nó nằm trên này. À, người ta canh các bạn. À, người ta cái kia nó hơi lại một chút xíu nhưng không sao, người ta canh cái miếng dán kia lên rồi. Đó, miếng dán kia canh vô để kia vô ghe. Đó, nó nằm lại ngay ngắn. Đó, ghe nằm ngay bình luôn các bạn. Đó, người ta sẽ cột con cáp vô, dặn cái mí vô sợi cáp rồi người ta kéo lên nè các bạn. Đó, người ta kéo cái này lên nè. À, cho nên chiếc ghe nó lên, để bữa nào mình sẽ quay cho các bạn coi cách người ta kéo ghe lên nha các bạn. Nó lâu lắm, công phu lắm. Rồi trên ụ còn có cái máy xịt trà rong nữa các bạn. Bữa nay trà rong đa số là không dùng tay, không dùng bằng trà nha.
máy đây là dùng máy thủy lực cho nên là cái nước nó mạnh lắm. Hồi bữa mình có quay cho các bạn cùng xem là cái máy chà rong, cách chà rong không dùng tay á. Các bạn nếu có quan tâm thì hãy vào kênh của mình để xem, có quay chi tiết rồi đó. Còn có một cái để không thể nào thiếu nữa các bạn, đó chính là chiếc đò. Không biết các bạn có thấy không, mình không tiện đi ra ngoài đó nha. Đó, chiếc đò đó, một hai chiếc đò gì đó của chắc cũng quyền sở hữu của ụ luôn đó, để đẩy ghe ra. Hồi bữa mình có quay các bạn xem cái cách ghe xuống nước và có chiếc đò đẩy ghe ra, đẩy dàn ghe ra để ghe xuống nước không bị đụng các bạn. Đó cũng là sở hữu của ụ luôn. Và có cái nhà kia dành cho bảo vệ đó, hai nhà ụ đây có hai nhà đó, dành cho bảo vệ này, có ban bảo vệ ụ nha. Hồi xưa mình cũng có lên đây làm ụ nhiều. Mọi người có biết đây là gì không, đậy trong đây là gì không, là cái ấy đó các bạn, cái bơm nước các bạn. Nên ụ cũng không thể nào thiếu bơm nước, bởi vì là phải có nước mới chà ghe được, phải có nước mới làm những công việc như chà rửa hay là những công việc khác liên quan tới nước nhiều lắm. Nước điện nha các bạn, nên ụ cũng không thể thiếu cái này các bạn. Đây là cái đồ để đẩy gỗ nha các bạn, có thể có miếng gỗ cả tấn luôn á, người ta sẽ khi người ta để lên ở đây, cái con lăn này người ta đẩy đi, nó giống như cái xe đẩy vậy á, nó sẽ trợ lực rất là nhiều. Thì không có thì qua những cái đường ray dày cồn kềnh vậy là người ta khiêng không nổi đâu, hoặc là xe cẩu đồ người ta vô đồ không được là phải chùm cái đẩy. Nói về điện thì ai cũng biết rồi các bạn, thì điện thì có trụ người ta đưa vô, thì có những cái ổ điện đó ghe cắm thôi, nó sẽ chằng chịt hết, bao vây hết nha, tất cả chỗ nào cũng có, cứ mấy cái bờ tường đó, rồi hoặc là chỗ nào mà gần cái đường ray á, người ta sẽ ráp những cái cây trụ điện để ghe có thể câu điện dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Đó, mình mới review cho các bạn cùng xem là cái quang cảnh và cái những vật liệu công cụ có gì thiếu và các bạn thông cảm bỏ qua nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.